chờ một năm trôi qua em lớn hơn nhiều rồi, anh muốn sang nhà người gặp mặt mà thưa ba. Bình thường không cao sang nhưng có tấm lòng vàng, đám cưới vui rộn ràng, nhà mình kết thông. Và thương cũng lâu rồi, dù hồng lấy qua dâu mây núi cùng leo mây sông mình cũng chèo, không giống bao người chỉ cần ấm em dây cùng chung giấc sẽ đẹp lòng. Xin
tổ tiên minh chứng cho thấu tình nghĩa phu thê. Cùng em thơm nồng mùi dải mai, theo gấm cùng hoa ta mặc áo đỏ tươi, sánh duyên tơ hồng lấy chồng miền xa xứ. Áo cưới thiêu rồng hai dòng sông hí cho nhau. Hẹn cho em niềm tin anh sẽ ân thiệp cưới hồng, quà tơ duyên đẹp hôn em chẳng lo chuyện trầu cao. Trời ban cho tình duyên dây chúng mình ta quyền lòng, tay cầm tay đính ước chân em bước như thiên thần. Ngày hai ta kết duyên bên vía trầu với mâm cao, khi mẹ cha minh chứng thì em đây trao tơ lòng. Sao duyên chúng ta sẽ hòa mình, bên nhà trai chúc phúc em sẽ là cô dâu hiền. Hẹn em ơi mùa thu trao những nụ hôn đầu tiên, bàn tay em thầm mong trao chiếc vòng cưới lung linh. Quà cho em ngày nay anh nói rằng sẽ đẹp lòng, xin tổ tiên minh chứng cho thấu tình nghĩa phu thê. Xin tổ tiên minh chứng cho thấu tình nghĩa phu thê. Cái dạ này em trao, mà nếu như anh
đã chịu thì ta về bên nhau mau. Em đây không cần mấy mối, chờ để anh qua nhà thư hỏi. Ba má em đã gật đầu, chờ xe hoa của anh rất thôi. Ta nói hết thiệt cái tình, thân con gái sao khổ tâm. Lỡ thương lỡ hết cái bụng, dù đắc sợ là sai lầm. Này em thấy anh thích em rồi, sao anh cứ mãi ầm ừ. Anh còn chẳng mau mau ngỏ lời, cho em khỏi sao tư tư. Họ là họ ơi, có thương là thương suốt đời. Dù là nghèo hay sang có, anh em chẳng đối người. Ơi 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 hò, trai tài gái sắc thành đôi. Ba má sẽ nhìn trầu, để ta về bên nhau. Anh nhìn xem em gái miền quê, quen nhầm sương dài đang sớm chiều. Anh có thương thì thương cho trót, chứ đừng cho em đợi mỏi mòn. Dòng sông mơn mông, lúa trên đồng mướt xăm xăm. Đưa anh về nơi yêu mến, trọn nơi mình cùng sát nhiên.
trên trời cao, tiếng hát em đầy say ngất ngây bao người khiến anh lòng đắm say. Chàng nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau. Tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên, em nguyện yêu có anh. Mong ông trời minh chứng, chứng cho tình yêu chúng mình. Nguyện một lòng yêu anh cuộc đời không xa rời nhau, cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Lòng đắm say, chàng nắm tay em trao ngàn chiếc hôn, ánh mắt yêu thương như không xa rời nhau. Tiếng nói yêu em anh mãi yêu muôn đời, mãi trao tình thắm nồng. Câu ước thề nên duyên, em nguyện yêu có anh. Mong ông trời minh chứng, cho tình yêu chúng mình. Nguyện một lòng yêu anh mà thôi, trọn cuộc đời không xa rời nhau. Cùng nhau mình tay nắm tay đến muôn ngàn kiếp sau. Ngàn khúc ca vui từng bừng pháo hoa, đám cưới đôi ta vui xôn xao như mùa xuân. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, mãi như tình yêu đầu. Chiếc nhẫn vòng tay đã kết duyên cao trầu, ngàn đời yêu nhau thắm nồng. Thương em anh đừng sợ khổ, có em là anh sương nhất luôn. Ơi lời hỏi có không sao
xe ngước lên con chào Tấm Hình nè. Rồi hôm nay là ngày lễ thành hôn của con là Lê Anh Di. Mẹ chúc mừng con trăm năm hạnh phúc, sống đầu răng long đầu bạc, coi như là đầu năm con trai sao cuối năm con gái. Rồi Di ơi, ôi giống mẹ mẹ nè. Cho em xin Tấm Hình nè, chú rể ngước lên em nè. Chú rể ngước lên em nè. Rồi mẹ xin qua máy con nha. 1 2 3. Ôm hôn mẹ cái gì? Rồi mẹ chú rể. Tổ chỉ theo là cháu. Rồi. Người ta đầu năm gái mới đúng. Đầu năm trai. Cô Tư này, cô kia là dì Tư. Rồi cô Tư nhận ý của con cô Tư. Cho cháu nội anh này, cháu ngoại thôi cho. Rồi cô Tư ngước lên trong chụp Tấm Hình cô Tư ơi. 1 Rồi 1 2 3 rồi. Rồi chú rể giữ cái tay đó ngước lên chụp Tấm Hình chú rể. 1 2 3 rồi. 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 Rồi dì Tám thay qua con chụp Tấm Hình luôn. Dì Tám giữ cái tay đó con chú rể đứng sát vô mẹ em chú rể. Rồi ngước lên chụp Tấm Hình là chú rể. 2 3 rồi. Con ơi, vì có món quà nhỏ nhỏ gì chúng tụi con được trăm năm hạnh phúc nha. Rồi, vì giữ cái tay đó xin ngước lên con chụp Tấm Hình nha. Chú rể ngước lên em nè, đưa lên 2 3 rồi. Rồi. Rồi Di nhìn lên Di ơi. Di nhìn lên Di. Rồi chú rể ngước lên chụp Tấm Hình nè. Máy bên đây. Rồi 1 2 3 Di ngước lên con. Rồi nha. Bẻ cái nơ ra con. Cái nào? Dạ chị Hai. Chị Hai. Chị Hai có chúc quà gửi thầy chồng, chúc thầy chồng đồng thân đồng nghiệp. Rồi chị ngước lên chụp Tấm Hình luôn nè, chú rể. Con máy bên đây. Rồi 1 2 3 tươi rồi nha. Rồi cậu Tám giữ cái tay lại nhớ lên con chụp Tấm Hình cậu Tám ơi. Bên đây 1 2 3. Chị Hai ơi xem máy em luôn nè. 1 2 3 rồi. Rồi tới bạn. Bạn không biết nói gì đâu thôi bỏ đi. Rồi kính thưa quý tập của phần lễ của Như Nghi đã xong. Cảm ơn. Rồi giữ ba. Rồi tự nhiên gì. Rồi giữ ba đứng xa xa chú rể cho con xin Tấm Hình nha. Rồi xe máy đem là chú rể. 1 2 3 tư. Rồi. Cảm ơn ba. Không được, những ba chiếu hết lý. Mà ông chủ nó ngoại của chú Di cái buổi lễ quà và lễ chụp lễ này. Cảm ơn tất cả. Ngày mai 6 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành lên tới nhà gái rước dâu. Và cái thời gian rước dâu khoảng từ 8 giờ đến 9 giờ thì chúng ta về tới đây. Tới đây làm lễ bà xong chúng ta tiếp tục hành trình về thành phố Hồ Chí Minh và nhà trai sẽ chiêu đãi nhà gái tại nhà hàng Quý Ương ở thành phố Hồ Chí Minh. Đôi mình là nhất, làng trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em vì làm dâu. Ngày lành trong tháng, trầu cao anh sang, đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi,
rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết ly. Kiều vàng ngựa ôm anh khóc đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, tìm xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sống do chuyện gì mà khó thì cứ để đó. Đám cưới anh ơi, vàng nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới.
đời yêu mãi không thay đổi, trong cuộc đời này riêng mình anh thôi. Lời giờ em cách xa, nắng mưa bên ruộng đồng bao mùa tay
chân lắm lẽ, dám đâu mơ mộng nhiều, chỉ cần anh được gần em. Thời xuân thì con gái hoa nhân cũng như mây trời, làm sao đừng tiếc nuối em ơi. Ngoài kia nhiều phù phiếm xa qua có chi tranh giành, vì đây tình nồng chân say trong đời bên an. Nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi, kịp hồng áo cưới nên lễ cao đầu mẹ cha sẽ vui. Dù nghèo nhưng sống sao chút chung lòng ta luôn có nhau. Đời này dặn khó qua rồi từ giờ thôi lo buồn đau. Nhờ người mãi mối qua đón em về đẹp tình lứa đôi, kịp hồng áo cưới nên lễ cao đầu mẹ cha sẽ vui. Dù nghèo nhưng sống sao chút chung lòng ta luôn có nhau. Đời này dặn khó qua rồi từ giờ thôi lo buồn đau. Trong vàng
tư và sự giúp đỡ gián tiếp của bà con dân tộc nội ngoại của Cao Duy. Để đáp đền đáp ơn đó thì xin mời chú rể chú dâu cùng dân rượu mời quý thân tộc bên nhà đàn. Cảm ơn.
mây mông. Nếu mai sau xuân chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình anh nhận hết. Bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Cho đưa anh về nơi sớm mai.
Bye.
trên mong ngày mà tương lai cũng mới thôi mà nhiều quá giới. Gia đình của quý ông bà thân tộc của họ cha nhà trai đã đón rước quý ông bà thân tộc của họ nhà gái chúng tôi về đến đây để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Thư Sơn xin đại diện cho nhà gái trước tiên xin cảm ơn, và đồng thời hôm nay ngày thành hôn của hai cháu, trong buổi lễ thành hôn thì Thư Sơn cũng có đôi lời. Thì hôm nay cũng như là gia đình của nhà gái đã được rả cháu gái về bên họ nhà trai, thì theo lời của thông gia của họ nhà trai đã nói về cái tình mẹ chồng và nàng dâu, thì bên này Sơn cũng xin nhắc lại và đồng thời cũng chú thím hôm nay là có bên thì có dâu Thảo, bên thì có rể Hiền, thì đã thương chấp nhận rồi thì bây giờ hai bên tự dạy chỉ bảo cho con của mình. Thời nay thì nữ nam gì cũng đi làm, thành ra không có biết về cái chính thức về làm dâu và làm rể gì đó, thì cũng xin nhờ hai bên cha mẹ chỉ dẫn để cho xứng đáng với gia đình xã hội không anh? Em có biết tình yêu anh trao cho em thân thiết, tình yêu biển lớn yêu con sông dâng trào. Đêm về anh hãy ngắm nhìn lên bầu trời trên cao, thầm mọi vì sao chừng nào còn lấy được nàng. Và anh trong sông xuôi không phải tính tới lui, liều một phen đi ra gặp em ngỏ lời cầu hôn. Cầu mong em cho anh ôm hôn để thiệp mừng mình chốt luôn. Em thề
thân yêu còn sống dâng trào. Đêm về anh hay ngắm nhìn lên bầu trời trên cao, thầm mọi vì sao chừng nào còn lấy được nàng. Và anh trong sông xuôi không phải tính tới lui, liều một phen đi ra gặp em ngỏ lời cầu hôn. Cầu mong em cho anh ôm hôn để thì mừng mình chốt luôn. Em thẹn thùng làm mình vui quá chừng. Ngựa phi anh qua anh đón nàng, khi qua cùng anh đã sẵn sàng. Mang theo con trầu xinh lê, ngày đôi mình anh duyên phu thê. Từ đây cây đắng mang nồng sẽ có đôi vai anh cùng. Gọi nhau hai tiếng gia chồng suốt đời em ơi. Ngựa phi anh qua anh
đời em mà đỏ môi hồng cho anh mượn đất anh trong vụ khoai nắng che tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai bằng chân năm ngón xinh ngoan xin em đi trong nắng chang chang chẳng xin anh trong sao thấy hoang mang vì thương em nhất trong cái đám trai rằng là anh chứ không ai chồng em trong tương lai mù có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài ơi em cô gái vân đào em ưng anh kết đục hồng pháo hoa anh đi cùng mẹ cùng cha đưa em đi khắp miền tây quê mình sập sình nghiêng nghe em đâu có khoe nhân lúc bình về giấc như là em luôn ơ bờ lau xanh mà tình em cũng xanh anh đời có thích thì hốt em về nhanh xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không trên kia cánh ngắn tung bay nô đồ vui mùa lừng quanh mùa đông lạnh qua rồi nà anh mình cũng đã đâm sâu rồi còn chờ chi nữa người ơi ta tới đi em. Kính thưa quý vị và giờ đây xin mời tất cả quý vị cho một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng lễ tân hôn chúc mừng cho chú rể anh Duy cùng cô dâu Ngọc Tuyền xin được phép
vị cũng có một lời cũng đã nói nên ý nghĩa thật long trọng trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và ngay trong phút này đây, chúng tôi xin mời tất cả các vị hãy hướng mắt về sân khấu và cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được từ đầu tiên để Ân Duy. Vâng thưa quý vị, và giờ đây xin mời quý vị hãy cùng mắt về cổng hoa và dành một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón cô dâu đẹp nhất ngày hôm nay. Dâu Ngọc Tuyền. Ngay từ đầu xa chúng ta nhận thấy cô dâu Ngọc Tuyền trong bộ trang phục thật xinh đẹp và lộng lẫy đang tiến dần lên sân khấu, nắm lấy tay chú rể Hà Duy cùng chiều nhau đặt bước chân tình yêu của mình vào đời sống hôn nhân gia đình. Và cũng chính vì thế, chúng ta hãy cầu chúc cho tình yêu của cô dâu và chú rể luôn luôn gặp nhiều may mắn để bạn có thể cùng tin cô dâu đi qua hết đời sống hôn nhân của mình và một gia đình đầy hạnh phúc. Và từ đây chú rể Hà Duy sẽ nắm lấy tay cô dâu Ngọc Tuyền bước lên sân khấu để ra mắt gia đình toàn thể các vị đoàn khách có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi cũng chân vững chắc chính là hành trang giúp cô dâu và chú rể chúng ta có được một gia đình đầy hạnh phúc. Cùng cô dâu Ngọc Tuyền thăng hoa hạnh phúc vô cùng tuyệt vời. Như vậy xin được chúc mừng người lễ tân hôn hôm nay của chú rể Ân Duy cùng cô dâu Ngọc Tuyền, một hình ảnh sức đẹp và sức tuyệt vời. Tất cả chúng ta đã chứng kiến giây phút cô dâu và chú rể đặt những bước chân đầu tiên vào đời sống hôn nhân của mình. Vâng thưa quý vị, và giờ đây trên đài phúc chú rể Ân Duy cô dâu Ngọc Tuyền cùng nhóm lễ tân hôn và xin trân trọng kính chào quý vị. Giới thiệu đến quý vị những người cha, người mẹ kính yêu nhất của chú rể Ân Duy cùng cô dâu Ngọc Tuyền. Kính thưa quý vị, về phía nhà trai, giờ đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu bà Đặng Thị Vân là thất mẫu chú rể Ân Duy cùng với chị hai của chú rể là chị Lê Đặng Vân Anh. Giờ đây chúng tôi sẽ được trân trọng đến bà mẹ và chị hai của chú rể cùng tiến lên sân khấu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được chào đón và chúc mừng. Sự có mặt của toàn thể quý vị đó là niềm vinh dự của gia đình hai họ nhà trai và nhà gái, đồng thời cũng là những tình cảm tốt đẹp nhất dành cô dâu và chú rể chúng ta
để tri ân và cảm ơn những tình cảm mà tất cả quý vị đã dành chút thời gian quý báu đến các chị buổi tiệc tân hôn. Chúc mừng cho chú rể anh Duy cùng cô dâu Ngọc Huyền. Giờ đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời bà Đặng Thị Vân là thân mẫu của chú rể sẽ có lời cảm ơn về đến tất cả vị quan khách trong buổi tiệc ngày hôm nay. Sẽ được trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị quan khách có mặt hôm nay vào ngày 6/5/2023 nhằm ngày 17/3 âm lịch, thì hôm nay là ngày vui nhà tân hôn của con trai của chúng tôi là Lê Anh Duy Sánh Duy cùng với Nguyễn Thị Ngọc Tuyền. Thì cũng là cái ngày mà quý quan khách tới đây là chung vui với gia đình, đó là một cái điều vinh hạnh cho gia đình chúng tôi, và tôi cũng biết ơn và cảm tạ cái sự không ngại khó xa số và đến đây dự một buổi lễ tân hôn tại nhà hàng Quy Ương, thành phố Trà Vinh. Đó là một cái điều vinh hạnh cho gia đình chúng tôi, và chúc cho quý khách được dùng một cái buổi tiệc thật là ngon miệng, và sau cùng là chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, sống trăng lâm ngầu bạc. Xin chào. Xin cảm ơn lời phát biểu chân thành của thân phụ của chú rể An Nhi. Kính thưa quý vị, giờ đây xin mời gia đình ở nhà trai và nhà gái sẽ uống rượu mừng để chúc phúc cô dâu và chú rể chúng ta. Để chung vui cùng với gia đình, tôi xin mời tất cả quý vị hãy xuống cho điều của mình đợt đây, nâng thật cao cùng tình cảm của mình. Quá trình chia điểm 1, 2, 3, xin mời tất cả quý vị hãy mốt một tiếng thật lớn thay như lời chúc phúc quý vị. Chúng ta cùng bắt đầu. 1, 2, 3. Rất tuyệt vời, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin được chúc mừng tình thân gia kêu sơn bền vững vai họ nhà trai mà nhà gái, đồng thời cảm ơn ông bà có thể chở các bạn tiền đưa đến khách, chân thành cảm ơn. Oh,
Thưa quý vị, có lẽ chúng ta không biết hôn nhân mang lại điều gì, niềm vui hay sự mệt mỏi, nhưng đó chỉ là bước nhẹ của niềm tin, khép lại những cuộc hẹn hò yêu đương và mở ra cuộc sống mới đầy trách nhiệm. Tất cả chúng ta tin chắc chúng để An Dương cùng cô dâu Ngọc Huyền sẽ cùng nắm tay nhau bước trên đường đời hôn nhân đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Vì hướng mức độ tình yêu đã được hoàn tất, thân mời cô dâu và chú rể trở về đài hạnh phúc để cùng nhau uống rượu trong năm. Xin tuyệt vời, chúng tôi xin mời tất cả quý vị hướng mắt về sân khấu và cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho chú rể anh Duy cùng cô dâu Ngọc Tuyền vững chắc đồng tâm trong năm hạnh phúc. Ngày rồng rinh pháo hoa
Tìm người chung đôi, get go đi, chiều anh mong từng anh đi bé ơi.
số không rời xa người hỡi. Lòng con tim dâng nguyện cho về em không đổi thay. Bên em yêu em lắng lo tình huống. Có em bên đời con sống biến bao quyền người. Yêu em đã đi ra lùa. Ngày gì đang lao bên thầy này cũng trông qua mà thôi. Dẫu có phong ba thì tình mình như đó hoa. Nỡ giữa đời màu hồng hôn thiết tha. Có đôi ta như chim trời hoa ca. Ngày gì đang lao bên thầy này cũng trông qua mà thôi. Dẫu có phong ba thì tình mình như đó hoa. Nỡ giữa đời màu hồng hôn thiết tha. Có đôi ta như chim trời hoa ca. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bước đi dạt dào trong tim khắc ghi phút giây đọng mãi trong lòng. Quỳ dưới ngôi cao lòng thành con khấn nguyện chọn kiếp yêu thương người lòng con đã chọn. Lời thầy vang như tiếng chuông vọng vào trong tâm thức con, hãy yêu từ tấm lòng nhân. Bao nhiêu âu lo vướng mang ngày qua, nay nghe những câu thầy khuyên nhẹ nhàng qua đi ưu tư. Con tim hân hoan chứa tràn tình thương, uyên ương sống trong niềm tin chọn đời yêu trong chánh tâm. Lời chúc trăm năm đẹp đời thêm sáng đạo, dù trước hay sau duyên lòng trong chánh niệm. Họ hàng hai bên mến thương, nguyện cầu cho đôi trẻ thơ sống trong vầng sáng hào quang. Hey.
lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời thế chung thủy, thế chung thủy, yêu quý nàng hơn chính bản thân. Lạy Phật Tổ, lạy Bồ Tát, con nguyện từ nay đến cuối đời thế chung thủy, thế chung thủy, yêu quý chàng tha thiết chứa cha. Chúng say tương lai ngày con quy trước chư Phật Tổ, trước chư Thánh Hiền, cho con nên đôi, cho con an vui, dẫu cho nghèo khó chúng con không rời. Tâm không đua tranh, tâm không si mê, xin dương Phật pháp sắc gieo nhân lành, cho con hân hoan, cho con ca vang khúc ca hạnh phúc qua bao chờ mong. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài từ bi chứng lòng. Vợ chồng con xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm. Lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, lạy Phật Tổ, xin ngài truyền thêm sức mạnh. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo Đức Thế cho nghèo khó chúng con không rời. Tâm không đua tranh, tâm không si mê, xin dương Phật pháp sắc gieo nhân lành, cho con hân hoan, cho con ca vang khúc ca hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong giờ phút thanh minh này, dưới sự chứng minh của Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên, con tên là Lê Anh Duy, pháp danh Thiện Nhãn, xin xét nhận em Nguyễn Thị Ngọc Huyền, pháp danh Diệu Ngọc, là vợ của con. Chứng xin Tam Bảo chứng minh thân của con kể từ nay được nên duy vợ chồng. Khi đã thành chồng thành vợ rồi, con xin phát nguyện giữ gìn năm nguyên tắc các đại đạo đức, làm người Phật tử chân chánh, trọng lòng với người với vợ, tôn trọng, hiểu biết, chia sẻ để cùng nhau xây dựng gia đình và mãi hạnh phúc an vui. Và nguyện thực hiện năm bổn phận được Phật dạy trong kinh Thiện Sanh, khi vợ đi về luôn hỏi thăm lịch sự. Hai, dễ nhận trong vấn đề ăn uống để khỏi phiền lòng vợ phải nấu nước từ nhỏ. Ba, sắm những đồ dùng cần thiết cho vợ như quần áo, trang sức. Nếu như gia đình có khả năng sẽ không bao giờ bỏ với vợ của mình. Bốn, không xa tâm và tà đại, luôn luôn thiện với vợ, không bao giờ ngoại tình, tin tưởng vợ và sẽ có công việc nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Trong giờ phút thiêng liêng này, dưới sự chứng minh của Tam Bảo và sự chứng kiến của cha mẹ họ hàng hai bên, con tên là Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, pháp danh Nguyễn Ngọc, xin nhận anh Lê Anh Duy, pháp danh Thiện An, là chồng của con. Kính xin Tam Bảo chứng minh cho chúng con để từ nay dựng nên duyên vợ chồng. Khi đã thành vợ thành chồng rồi, con xin phát nguyện giữ gìn năm nguyên tắc căn bản đạo đức,
trong kinh Thiện Xa. Một, kính yêu hòa thuận với chồng, cư xử lịch sự cả nhà. Hai, khi chồng đi vắng phải lo việc nhà và phải hết lòng trung thủy với chồng. Ba, phải giữ tiết hạnh, không được ngoại tình. Bốn, có của mong còn lại không nên dùng riêng cho mình. Khi chồng nóng giận thì không nên lớn tiếng cãi vã là mất hòa thuận, mà phải để khi chồng bình tĩnh lại rồi mới dùng lời lẽ để khuyên bảo. Ngược lại, khi chồng đi kẻ đứng thì phải tuân theo. Năm, phải xem tài sản trong gia đình là của chung, phải có trách nhiệm với sứ phận việc trong nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Cho con hân hoan, cho con ca vang, khúc ca hạnh phúc qua bao chờ mong. Lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, lạy Phật tổ, xin ngài từ bi chứng lòng. Vợ chồng con, xin giữ gìn hạnh phúc tháng năm. Lạy Phật tổ, xin ngài truyền thêm sức mạnh. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo đức Thế Tôn. Vợ chồng con luôn hướng thiện theo đức Thế Tôn. Vợ chồng con luôn